Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Chào mừng các bạn công đức Kim Ngư Marketing Nữ. Ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhau trong video dự đoán tình yêu cho 3 tháng tới, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Rất là chúc mừng các bạn sư nữ là những người đã về đầu tiên trong lượt vote này. Trước tiên là phải nói là không hẳn là các bạn sẽ là cái nguồn năng lượng, tức là không hẳn là không hẳn là video này nó sẽ là một cái video nói lên một cái năng lượng nổi bật nhất trong 3 tháng tới các bạn, hoặc là một cái vấn đề các bạn cần phải đối diện trong 3 tháng tới. Một cái vấn đề lớn nhất, một cái nguồn năng lượng nổi bật nhất, hoặc là một cái diễn biến thì bất kỳ cái gì đó mà các bạn sẽ cần nghe trong khoảng thời gian 3 tháng tới, nó không sẽ không phải nhất thiết phải là tất cả những gì sẽ diễn ra trong 3 tháng tới ha. Có thể sẽ là một cái thông điệp gì đó nổi bật nhất ở một cái tháng nào đó mà các bạn cần phải lưu ý nhiều nhất, hoặc là cái gì mà vũ trụ muốn các bạn nghe ở thời điểm này. Ok, chúng ta lâu rồi thì khi không khi lâu rồi thì khi không có làm những cái video cho các cung nên là cũng rất là hào hứng. Ok, bây giờ khi sẽ bắt đầu đến với cung Kim Ngưu ha. Ngày hôm nay thì khi đã chia sẵn tụ bài hết rồi cho nên là sẽ nhanh thôi. Chúng ta có Page of Earth, Eight of Earth, Page of Fire, Eight of Earth, Three of Water, Ace of Earth, Balance và Knight of Fire. Với những cái năng lượng mà khi thấy ở đây á, thì dường như nó sẽ liên quan đến những bạn kim ngưu. Với kim ngưu thì thứ nhất là khi đang thấy là có thể là trong khoảng thời gian 3 tháng tới đây, các bạn sẽ có thể là gặp một cái người mới nào đó, có một cái chặng đường mới nào đó đang xuất hiện với các bạn. Sẽ là một cái nhân vật mới, hoặc là gặp gỡ một cái người mới, hoặc là gặp lại một cái người cũ, nhưng mà họ là cái người mang cho bạn một cái nguồn động lực khá là nhiều, một cái gì đó, và nó sẽ phải đưa các bạn quyết định là lựa chọn một cái điều gì đó. Bởi vì cái sự lựa chọn này, vì sao có cái sự lựa chọn này, có thể cái sự lựa chọn này nó đến ở cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải quyết định rằng là một đó là tiếp, ví dụ như là các bạn phải quyết định là một là chúng ta tiếp tục kết nối với nhau, hai là chúng ta quyết định dừng lại với nhau, hoặc là chúng ta quyết định cho nhau một cái câu trả lời chính thức nếu như mà cái mối quan hệ của các bạn nó chưa có một cái kết thúc cụ thể, nó chưa có một cái kết thúc chính thức, hoặc là nó vẫn đang dây dưa, các bạn vẫn đang dây dưa với nhau, các bạn đang vẫn đang có những cái việc là ví dụ như là mối quan hệ mập mờ, thì sẽ có cái sự giải quyết cụ thể là mối quan hệ này chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta sẽ là bạn của nhau hay chúng ta là người yêu của nhau, hoặc là nếu như là cái mối quan hệ cũ á, mà các bạn vẫn còn liên lạc, vẫn còn liên kết với nhau, thì sẽ là bây giờ chúng ta quyết định là chúng ta dừng hẳn hay là chúng ta xem nhau là bạn bè, hay là bất kỳ một cái quyết định nào đó. Nhưng mà khi thấy là có cái nguồn năng lượng của cái việc là các bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định cho cái câu chuyện của mình, cho một cái câu chuyện nào đó, nó giống như là một cái câu chuyện nó chưa có cái hồi kết thì đang cần cho cái câu chuyện đó một cái hồi kết chính thức. Cái vấn đề ở đây á là cái sự quyết định này nó sẽ mang lại cho bạn cái cảm giác cân bằng hơn rất là nhiều. Và sau khi cái sự quyết định này diễn ra, bạn có thể hoàn toàn tiến về phía trước làm một cái điều gì đó. Ví dụ như là nếu như quyết định dừng lại hoàn toàn với một cái mối quan hệ cũ nào đó, thì bạn có thể hoàn toàn có thể bắt đầu cái hành trình đi tìm cái con đường mới, mà bạn không cần phải an tâm là cái người cũ này họ có quay về hay không hay là như thế nào đó. Nói chung là có một cái dấu chấm hết kết thúc cho một cái tình huống, cho một cái câu chuyện, để hoàn toàn bạn có thể vượt qua được. Khi thấy là không có quá nhiều những cái gì nó quá lớn hay là đao to búa lớn ở trong cái hoàn cảnh này. Tuy nhiên là cái câu trả lời của các bạn nó chưa rõ ràng. Và trong 3 tháng tới, cái điều bạn cần làm đó chính là bạn cần phải rõ ràng hơn với chính mình, hoặc là rõ ràng hơn với một cái mối quan hệ nào đó. Các bạn có release your ex, yeah.
yourself first, free yourself, sorry mọi người. Engagement và deception. Một vài cái trường hợp á, nó có khá là nhiều trường hợp với Kim Ngưu ha. Thứ nhất đó là có thể là các bạn chính thức chấm dứt với cái người cũ đó và không còn một chút bận tâm nào về cái nhân vật này nữa. Bấy lâu nay bạn có thể không thành thật với cái cảm xúc mà mình có. Bạn không thành thật với bản thân mình. Có những cái sự thật bạn không nhìn thấy, hoặc là bạn thấy nhưng bạn không có chấp nhận nó. Cái sự thật nó diễn ra là như thế, bạn vẫn chối bỏ cái sự thật đó, hoặc là cái người đó vẫn chối bỏ một cái cảm xúc nào đó dành cho các bạn. Thì nó có hai trường hợp, tức là nếu như cái mối quan hệ này chính thức kết thúc thì xem như là bạn sẽ là cái người, nhưng mà nếu như ở cái trường hợp là kết thúc á, bạn sẽ là cái người kết thúc nó. Bạn chính là cái người cắt đứt cái mối quan hệ đó hoàn toàn. Còn một cái trường hợp thứ hai, tức là một cái người nào đó họ có tình cảm với bạn nhưng mà họ không có nói ra, họ đeo mặt nạ, thì có thể họ sẽ tiến đến và họ ngỏ lời với các bạn về cái việc là cho nhau một cái cơ hội để bắt đầu. Nhưng mà bắt đầu nhưng là không phải là một cái bắt đầu một cách như các bạn nghĩ. Nó sẽ là một cái khởi đầu nhưng mà nó sẽ hơi chậm hơn những cái gì mà các bạn mong muốn, hay là các bạn tưởng tượng là nó sẽ nhanh như thế nào đó, thì nó sẽ không nhanh được, mà cái này nó sẽ là một cái gì đó rất là từ từ. Các bạn có refusing to see như vừa mới, bên này thì có deception, bên này thì có refusing to see, hai cái lá này nó khá là tương đồng á. Observer và manifest. Có những cái gì đó mà các bạn đang từ chối nhìn nhận. Nếu như có một cái gì đó mà bạn đang không có nhìn thấy, bạn không có nhìn cái sự thật nó diễn ra như thế mà bạn vẫn đang chối bỏ nó, thì hãy mở ra để mà nhìn thấy cái sự thật mà bạn cần. Nếu như bạn đang cần một cái câu trả lời cho cái tình huống của bạn, có thể là bạn yêu cầu cái việc là cái người đó phải trả lời cho các bạn, nhưng mà người đó không, bạn kiểu là chừng nào cái người đó trả lời thì tôi mới cam tâm ra đi, chừng nào cái người đó trả lời thì tôi mới có thể bước ra đi. Thì một cái thôi, khi cần nói với các bạn thôi, tức là mọi thứ nó đã bày ra chẳng trước mắt các bạn rồi, không có cần chúng ta một lời nói. Cái việc mà bạn chờ cái lời nói, các bạn chờ cái sự xác nhận, cái việc mà bạn chờ cái người nào đó nói với bạn là ừ tôi không còn yêu các bạn nữa, bạn hãy đi đi, nó rất là kiểu là nó chỉ càng làm cho các bạn tổn thương thôi. Còn khi mà các bạn thấy là mọi thứ nó đang bày ở trước mặt các bạn hết rồi, có kết thúc hay là người đó có yêu các bạn không, hay là người đó như thế nào, hay là cái crush của các bạn có thích các bạn không, mọi thứ nó đang diễn ra trước mắt các bạn. Chỉ cần các bạn quan sát thôi, chỉ cần các bạn nhìn nhận kỹ một chút thôi, các bạn sẽ biết hết được câu trả lời, mà không cần phải đi yêu cầu cái người đó trả lời. Cái việc các bạn đang yêu cầu một cái câu trả lời, nó chỉ là cái việc là các bạn đang cố chấp trong cái tình huống của mình mà thôi. Và nên nhớ là bạn đang thu hút những cái gì, cái nguồn năng lượng nó liên quan đến các bạn. Các bạn đang tiêu cực hay các bạn đang tích cực, thì bất kỳ cái tình huống nào thì các bạn cũng đang thu hút lại một cái nguồn năng lượng tương tự. Thì thay vì bạn nhắm mắt lại và bạn để bản thân mình trong quá khứ, bạn không chấp nhận những cái gì hiện tại đang xảy ra, thì hãy biết cái cách chấp nhận nó, và hãy biết cái cách là nhìn nhận nó. Nếu như cái trường hợp tích cực là bạn đang có crush đó, nhưng mà bạn đang lo lắng là cái người, không biết cái người đó có thích mình hay không, thì hãy mở rộng mình hơn, hãy cảm nhận đi, hãy cảm nhận nhiều hơn rằng là cái tình cảm của cái người đó nó như thế nào, và nó sẽ là cái cảm nhận mà bạn biết được, chứ không phải là cái việc là bạn cứ lo lắng về cái điều đó. Còn nếu như mà họ không thích bạn thì bạn cũng sẽ cảm nhận được hết. Đừng có cố gắng bắt một cái ai đó trả lời cái câu hỏi đó, bởi vì đôi khi á, chúng ta không thể nào yêu cầu được họ trả lời, bởi vì có những câu hỏi, có những người họ không sẵn sàng trả lời cái điều đó, họ muốn trốn tránh cái điều đó, nhưng mà cái câu trả lời này bạn hoàn toàn có thể quan sát và thấy được. Các bạn có express love to give back to what you love. Yes, forgiveness. Buông bỏ và tha thứ cho một cái mối quan hệ cũ của các bạn.
xem như đó là một cái món quà mà bản thân bạn dành tặng cho mình, cũng như là cái sự tha thứ đó, cái sự buông bỏ đó cũng chính là cái món quà bạn dành tặng cho cái người đối phương của mình. Đó coi như là một cái tình yêu lần cuối mà bạn trao cho cái người đó, và bạn quay trở về với bản thân của mình, quay trở về với con người thật của mình, quay trở về với ngôi nhà của mình và ở lại với bản thân của mình nhiều hơn một chút, chăm sóc lại bản thân mình, giành lại cái quyền kiểm soát mọi thứ, sự độc lập, cái sự tự tin và cái tình yêu thương với chính bản thân của mình. Nhớ ở đây đó là release your ex và free yourself. Bạn đang cần buông bỏ kiểm soát và giành lại cái sự kiểm soát dành cho bản thân của mình. Bạn sẽ là cái người control mọi thứ, chứ không phải là để một ai đó quyết định rằng là bạn có tiếp tục với họ hay không. Tất cả mọi thứ nó sẽ phụ thuộc vào cái quyết định của các bạn. Chứ các bạn không phải là tôi đợi cái người này giữ thì tôi ở lại, còn tôi đợi cái người này kêu tôi đi thì tôi đi. Chúng ta sẽ có quyền quyết định hết mọi thứ. Đừng để cái sự quyết định đó trong tay của một người mà họ đã không còn trân trọng mình nữa, hay là họ phải nói một cái lời thật là cay cay đắng thì chúng ta mới chịu buông bỏ. Và hãy quan sát thôi, không cần, chúng ta hãy quan sát thôi và bạn sẽ nhìn thấy những câu trả lời mình đang tìm. Ok, đó là thông điệp cho Kim Ngưu 3 tháng tới ha. Bây giờ khi sẽ đến với Market. Market 3 tháng tới, các bạn có bài Market hình như là tươi sáng hơn nè. Các bạn có Ace of Cup, wow. Các bạn có Knight of Wands. Các bạn có Ten of Cup, Six of Cup, wow. Wow, market yên tâm rồi ha. Strength và The Devil. Ok, khi đang thấy như thế này, đầu tiên đó là có thể là liên quan đến một cái market độc thân ha, và liên quan đến những cái market độc thân nhiều hơn. Có thể là các bạn sẽ có một cái liên kết mới với một cái nhân vật nào đó, một cái người mới nào đó, hoặc là có một cái người nào đó họ quay, họ làm một cái liên kết cũ quay trở lại với các bạn. Ở đây thì chỉ cảm nhận được cả hai nguồn năng lượng, tức là cả mới cả cũ, có cũ có mới, có thể là người mới, có thể là một người bạn cũ nhưng mà chưa phải là người yêu của các bạn, hoặc cũng có thể có trường hợp là người yêu cũ. Tuy nhiên là cái trường hợp, chỉ cảm nhận cái trường hợp mà bạn bè thì nhiều hơn. Nhưng mà ở đây mọi thứ đối với các bạn ở thời điểm này thì nó khá là mới mẻ, và nói chung là dù là ở cái hướng nào đi chăng nữa thì cái mối quan hệ này nó cũng rất là mới, nó cũng là một cái nguồn năng lượng rất là mới, và hình như là các bạn chỉ đang thu hút với nhau ở bên ngoài hơn là thu hút với nhau ở mặt bên trong. Tức là có thể là chỉ đang thu hút với nhau bởi cái cách nói chuyện, bởi cái cách ăn mặc, bởi những cái hào nhoáng ở bên ngoài thôi, chứ chưa thật sự ấn tượng nhiều ở bên trong. Thì một phần nào đó đang yêu cầu là có thể, nếu như các bạn đang đang gặp hoặc là sắp gặp cái người này á, hãy đi tìm ở bên trong cái người này có cái điều gì hơn ha, hãy phải đi tìm sâu trong bên trong cái người này có cái điều gì. Gia đình người này như thế nào, hay là cái người này có tác động gì tới gia đình hay không, hay là người này có bị những cái gì liên quan đến, có một cái gì đó khi cảm nhận là có cái gì đó nó mang cái yếu tố gia đình ở đây á, có thể là nó tác động lên cái người này. Phần nào đó thì có thể là cái người này á, họ rất là trẻ và họ rất là hành động, họ rất là năng động, họ rất là năng lượng luôn. Cho nên là đôi khi á, các bạn sẽ hơi bị là áp chế bởi cái năng lượng của cái người này, tại cái người này họ hơi háo thắng một chút. Đôi khi á, có những cái trường hợp là có những cái trường hợp xảy ra, đó là vì sao mà khi phải nói các bạn cần phải tìm hiểu kỹ, bởi vì đôi khi á, cái người này họ đến với các bạn đó là bởi vì là họ đang bị thu hút bởi cái vẻ bề ngoài, hoặc là bị ấn tượng bởi một cái điểm nào đó của các bạn. Cho nên là trong một vài trường hợp các bạn đang cần chậm lại và tìm hiểu thật kỹ. Nếu như mà cái người này họ đang muốn, họ càng muốn các bạn nhanh thì các bạn phải càng chậm lại. Họ càng muốn thôi thúc các bạn thì các bạn phải là cái người rị lại đó. Tức là cái người này họ càng nhanh thì bạn càng phải là cái người
làm sao để họ phải đi chậm lại. Ở trong đó bài này có last train, tức là các bạn thấy cái chú sư tử này thì cái người nếu như là cái người thuần hóa cái chú sư tử này vậy đó, bạn phải là cái người mà giống như là áp chế được cái nguồn năng lượng cái người này, rồi nếu không á cái người này sẽ dắt các bạn đi một cái hướng theo hoàn toàn theo cái hướng mà cái người này mong muốn, hoặc cái hướng đó là cái hướng mà các bạn không mong muốn chẳng hạn. Bởi vì là bạn mới vừa biết cái người này hoặc là vừa mới liên kết với cái người này thôi, thì bạn chưa hiểu rõ được họ, hay là bạn chưa hiểu rõ được cái mục đích lần này của cái việc họ quay lại là gì nếu như họ là người cũ, thì cần cái việc chậm lại. Đôi khi có những người họ chỉ vì cô đơn quá mà họ quay về tìm chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải xem xét thật kỹ nếu như mà thời gian trải qua mà họ vẫn tiếp tục liên kết với chúng ta, vẫn tiếp tục có những cái năng lượng thật sự là mong muốn đó, thì chúng ta mới hãy cho họ một cái cơ hội, còn đừng có vội vàng. Bởi vì chưa bao giờ cái việc vội vàng đó, nó là cái điều tốt cả. Nếu như bạn nghe trả bài của kia, bạn sẽ nghe cái thông điệp này rất là nhiều, tức là chưa bao giờ cái việc vội vàng nó sẽ mang cho các bạn một cái kết quả tốt cả, trừ khi đó là một cái cơ hội gì đó thật sự là chúng ta phải thật sự chộp lấy. Nhưng mà riêng với cái vấn đề tình cảm đó, nó không bao giờ là cái việc là chúng ta cần nhanh thì sẽ đạt được kết quả tốt hả. Chúng ta phải tìm hiểu cái người này như thế nào, tại vì quen người yêu chứ không phải là đi mua cá ngoài chợ mà thấy con nào ngon thì bắt về ăn. Cái điều sợ là người ta dành hết cái đồ ngon. Mà tình yêu, nếu như người đó thật sự yêu mình, người ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu mình, và người ta sẽ thật sự trân trọng mình. Họ sẽ chịu bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian. Còn người nào mà kiểu mà họ không có chân thành, mà họ kiểu là chỉ muốn đùa giỡn mình thôi, mà họ cứ tới mình lẹ 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 và bắt mình phải là quen liền 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 liền, thì liệu là những người đó họ có nghiêm túc với mình thật sự hay không? Đúng không? Chúng ta có It is safe for you to love. Chúng ta có extra love to give. Calling in your soulmate và give your relationship a chance. Yes, rất có thể là trong 3 tháng tới các bạn sẽ có một cái cơ hội bắt đầu một cái mối quan hệ mới với một cái nhân vật nào đó. Khi thấy á, một phần nào đó có thể còn một cái trường hợp nữa, đó là bạn sẽ là cái người thích cái người này trước và bạn sẽ là cái người đi nói chuyện cưa cẩm cái người này chẳng hạn. Có một vài cái trường hợp nó là như thế nữa. Cái người này hiện tại có thể là bạn chưa gặp, cái nguồn năng lượng này có thể là cái nguồn năng lượng của những tháng sắp tới. Hãy ở bên cạnh họ nếu như họ cho bạn được cảm giác an toàn. Đó là cái thông điệp mà khi cần nhắn với các bạn chọn tụ bài số 3 này. Ấy, tụ bài số 2. À không phải, cái tụ bài của Market. Các bạn có Share the Love, Crown Success and Crown. Yeah, change your focus. Hãy chia sẻ nhiều hơn. Khi mà bạn gặp cái người này hãy chia sẻ nhiều hơn. Chia sẻ đây là chia sẻ gì? Chia sẻ cái suy nghĩ, chia sẻ cái cảm nhận của mình với cái người này. Chắc chắn là có trong 3 tháng tới á, khi cảm nhận là có một cái tin vui nào đó đến với các bạn. Nó sẽ khiến cho các bạn thay đổi rất là nhiều. Cuộc sống của các bạn có thể thay đổi, giống như là tự nhiên đang độc thân thì trở thành người có người yêu, có một cái mối quan hệ, thì rõ ràng cuộc sống nó đã thay đổi rồi. Hoặc là có một cái gì đó nó sẽ khiến cho các bạn thay đổi được cái tầm nhìn, cái suy nghĩ của mình, thay đổi ở một cái hướng nào đó, nó sẽ khiến cho các bạn mở rộng hơn cái suy nghĩ của mình chẳng hạn. Các bạn có love who you are. Love make the difference. Vanilla love. Ok. Tình yêu tới rồi mà kết ơi, mà kết độc thân thì chúc mừng. Mà kết độc thân có thể là có người hốt gọi nôm na là có người hốt, có người rước ở trong tháng này á, trong khoảng thời gian từ 3 tháng tới á. Và có những cái sự thay đổi đến với các bạn rất là nhiều, nhưng mà như các bạn nói rồi, tức là chúng ta cần phải từ từ. Chúng ta cần phải biết cái người này như thế nào. Và nếu như họ cho ta được cảm giác an toàn thì hãy mới ở bên cái người đó. Không phải lúc nào cũng là như thế. Đôi khi cái sự an toàn đó nó không đến bởi cái việc đó là cái người này không phải là cái người này không mang được cho bạn cảm giác an toàn, nhưng mà có thể nó để tồn tại cái việc không an toàn đó từ cái nỗi sợ của các bạn. Tuy nhiên với cái tụ bài này thì cái nỗi sợ các bạn nó không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái người kia. Mình cần phải coi cái người kia có nghiêm túc hay không.
và cái người kia như thế nào, và cái sự an toàn đó sẽ là từ cái người kia trao cho bạn. Nếu như khi thấy cái nỗi sợ, cái việc mà an toàn nó đến từ nỗi sợ thì chắc chắn khi sẽ nói, nhưng mà cái này là thấy từ cái người kia và nó sẽ có những cái sự thay đổi. Khi chỉ biết nói là có những cái sự thay đổi tốt đẹp đến với các bạn market trong khoảng thời gian 3 tháng tới thôi. Ok, đó là những cái gì mà Kia dành cho market. Bây giờ Kia sẽ đến với các bạn cuối cùng ha, cung cuối cùng của ngày hôm nay, cung Sử Nữ. Xin chào những cánh tay của Sử Nữ. Có hai cung mặt trời là Sử Nữ giống Kia không? Khi là Sử Nữ, cung mặt trời của Khi là Sử Nữ. Ok, chúng ta sẽ xem Sử Nữ 3 tháng tới ha. Các bạn có Knight of Pentacles. Các bạn có Four of Cups. The World. The Ten of Cups, Ten of Straws. Và Queen of Cups. Chỉ một cái chia sẻ nhỏ cho mọi người biết thì cái lá bài đại diện cho Key á là Queen of Cups. Cái lá bài mà giống là mặc định cái tính, mặc mặc định cái tính chất của mình đó, cái bài đá bài đại diện cho bản thân của mình đó thì khi là King, là Queen of Cup. Nhưng mà ở đây có những năng lượng của mọi người luôn nha, cho nên là mọi người không cần lo đâu. Khi tại khi cũng chỉ là một Sử Nữ coi bài thôi, cũng là một Sử Nữ ở trong trải bài thôi. Đầu tiên thì khi phải nói đó là có những cái thứ ở trong quá khứ của các bạn nó đang ở cái giai đoạn gọi là réo những cái hồi chuông cuối cùng cho cả một cái hành trình dài của các bạn, nó chính thức kết thúc một cái hành trình nào đó, một cái sứ mệnh nào đó, một cái công việc. Không phải là công việc mà, sorry mọi người, không phải là công việc nha, mà là các bạn ở cái giai đoạn á, tức là sau khi cái kết thúc này nó diễn ra thì sẽ cái gì tiếp theo, đó gọi là mối quan hệ. Bởi vì đây là câu chuyện tình yêu nha, cho nên là nó sẽ liên quan đến mối quan hệ nhiều hơn. Tức là các bạn ở cái giai đoạn là nếu như nó kết thúc, nếu như nó kết thúc hoàn toàn thì điều gì nó sẽ đến tiếp theo. Tức là bạn đang không có nhìn thấy được cái gì nó ở cái chặng tiếp theo á, bạn không nhìn thấy được cái gì nó ở cái con đường tiếp theo, mặc dù là cái quá khứ của các bạn nó đã kết thúc rồi, mặc dù là cái kết thúc nó đã diễn ra rồi. Một phần đó là bởi vì các bạn đang chỉ nhìn về quá khứ, hoặc là các bạn ở trong quá khứ, hoặc là các bạn đang không có nhận thấy những cái cơ hội mới nó đến với mình. Giống như là bạn đang rất là muốn đi về phía trước nè, nhưng mà bản thân các bạn không thấy được con đường phía trước, và mọi thứ nó đang giống như là kiểu là cái gì nó sẽ tiếp theo á. Tức là nó đang không không phải là khi đang nói, không phải là nó có những thứ mà nó đã trải qua sau khoảng thời gian các bạn, bây giờ các bạn đang dần cảm thấy là cuộc sống của mình nó đang dần bắt đầu không có một cái sự mới mẻ nào hết, đang không có một cái gì đó mới tiếp theo bước tới, không có ai tới, không có người nào bước tới, không có một cái gì đó nó mạnh mẽ. Giống như là đoạn thời gian trước thì thử thách nó dồn dập, khoảng thời gian tiếp theo thì mọi thứ nó giống như là cái gì nó cũng chĩa về mình để mà chống lại mình, nhưng mà tới sau tự nhiên cái giai đoạn này á nó lại bình yên một cách lạ thường, nó lại không có một cái gì nó xảy ra, không có người nào tới, hay là cũng không có một cái gì đó nó khiến cho mình một cái thử thách nào nữa. Tức là nếu như mà độc thân á, tức là độc thân là không có ai luôn, độc thân hoàn toàn, hoặc là độc thân mà người ta có tới tỏ tình với mình cũng từ chối, xong rồi mình nói là ủa sao không ai tới với mình, sao không có gì diễn ra, kiểu mình không cho mình không cho người ta cơ hội, nhưng mà mình lại nói giống như là ừ mình không có, mình không biết gì hết, sao mà mình không có cái gì nó mới xuất hiện hết. Nhưng mà một cái gì đó nó khi không thấy được rõ hơn cái tương lai cho cái tụ này, chắc là tại vì khi là Sử Nữ nên là kiểu giống như là vũ trụ cũng không muốn open hết mọi thứ ra, và vũ trụ muốn mình trải nghiệm thì mình cứ hãy dở từng trang, nhưng mà hãy trải nghiệm nó với cái cảm giác là self love, tự tin vào cái trực giác của mình. Có một cái thông điệp ở đây, đó là nếu như cái trực giác của các bạn đang mách bảo với các bạn một cái điều gì đó thì các bạn hãy, có thể cái trực giác, cái điều nó đến đó, nó đến thông qua những cái giấc mơ, nó đến thông qua một cái gì đó. Hãy để ý đến những cái giấc mơ trong khoảng thời gian gần đây của các bạn. Có thể là nó một cái thông điệp gì đó nó đến trong những cái giấc mơ của các bạn. Một cái sneak peek nhỏ thôi, cái này là cái trải nghiệm cá nhân của Khi thôi ha.
Bởi vì là khi nghĩ là nếu như mình chia sẻ với mọi người đó, thì mọi người cũng có thể có những cảm nhận như thế. Tức là ngày hôm đó khi có một cái giấc mơ rất là đặc biệt, thì tự nhiên khi kể cho cái người soulmate của Ki nghe về cái giấc mơ đó, về cái người đó, cái người soulmate của Ki, khi kể cho cái người soulmate của Ki nghe, thì cái người soulmate của Ki á, họ cũng mơ cùng một cái giấc mơ như vậy. Không phải, ý là không phải là y chang hết, nhưng mà nó có những cái điểm rất là trùng hợp. Và dạo gần đây thì cũng có những cái số, những cái giấc mơ nó hơi kỳ lạ, cho nên là, nhưng mà nó là những cái gì nó đến từ cái từ tâm linh và cái trực giác đến từ khuyên độc thấp. Và khi cũng cảm nhận là các bạn có thể có có thể có cái điều đó. Và khi có những cái loài tiếp theo đó là unrequited love, passion, separation và pay attention to the red flags. Với cái lá separation này, với cái lá separation này, với cái lá separation này á, thì chị thấy là cái separation này nó đã ở trong quá khứ rồi. Có thể thời gian trước các bạn trải một cái mối quan hệ mà, hoặc là vừa đây, hoặc là mới đây, hoặc là khoảng thời gian trước á, các bạn trải qua một cái mối quan hệ mà vừa tìm hiểu nhau, hoặc là chỉ bắt đầu rồi kết thúc một cách chóng vánh thôi, và các bạn rời xa nhau. Nhưng mà các bạn vẫn còn cái gì đó ở đây, vẫn còn cái passion, vẫn còn cái đam mê ở đây. Tức là dù ít hay dù nhiều, một trong hai người vẫn còn cái passion với cái người còn lại chẳng hạn. Và hãy để ý đến một cái gì đó ở đây. Các bạn kia vừa mới nhắc tới mọi người về cái việc là để ý những cái đế thứ nó đến từ trực giác, từ giấc mơ của các bạn, thì nó ra cái lá pay attention to the red flag. Có một cái gì đó mà vũ trụ đang nhắn và nhủ với các bạn, và nó đến thông qua giấc, thông qua những cái điều mà các bạn nói. Nhưng mà cũng đừng có quá nặng nề về cái những cái giấc mơ đó, bởi vì có thể là bởi vì ban ngày các bạn nghĩ quá nhiều thì các bạn mới nằm mơ. Hãy thật sự để ý, nhưng mà chúng ta cũng đừng quan trọng hóa những cái gì đó ha. Chỉ cần là bản thân mình cảm nhận cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi. Chúng ta đôi khi nó đến từ ego của mình nữa, nhưng mà nếu như nó đến từ trực giác của mình á, nó sẽ đến một cách rất là nhẹ nhàng, và bạn không có cái kiểu là quá chờ đợi, hay là quá sợ hãi, hay là quá cảm xúc nó quá lên khi mà cái điều đó có thể nó đến. Thì đó mới là cái đứa nó đến từ trực giác của các bạn. Các bạn có new vitality. Yes, detach, yes, và simply love. Cái lá bài 6 này á mọi người, cái số 6 này á, nó giống như cái lá 6 ly á, tức là một cái sự tái hợp với một cái mối quan hệ nào đó mà có thể các bạn có cái sự chia tách với nhau ra. Nó giống như cái câu chuyện này đó. Có một cái giai đoạn mới nào nó sẽ diễn ra với các bạn sau một cái khoảng thời gian rất là dài. Các bạn tách ra rồi, các bạn làm đủ thứ, mọi chuyện xảy ra, sau đó các bạn buông bỏ, các bạn thả tự do cho bản thân của mình, và các bạn đến cái giai đoạn đó là các bạn nhận ra là bản thân mình đang cần một cái tình yêu nó đơn giản thôi, đang cần một cái tình yêu đơn thuần, một cái tình yêu giản dị thôi. Và các bạn sẽ đạt được cái điều đó ở trong những cái khoảng thời gian tới. Khi không hứa chắc là nó đến, chắc đến trong 3 tháng tới hay không, bởi vì bản thân khi không cảm nhận là chắc chắn nó sẽ đến trong 3 tháng tới. Tuy nhiên là nó sẽ có những cái thứ nó dễ dàng hơn với các bạn, nó nhẹ nhàng hơn với các bạn. Các bạn có speak the language of love. Các bạn có the only thing that is real is love. Và practice compassion. Hãy nhìn mọi thứ bằng một cái gì đó nó nhẹ nhàng và tự nhiên thôi. Nói lên những cái lời nói đến từ tình yêu. Nếu như các bạn có cơ hội gặp một cái nhân vật nào đó mà giống như là bạn tự nhiên bạn có cảm giác là bạn sắp sửa gặp cái người mới, hay là tự nhiên mình có cái cảm giác là bồn chồn, hơi bồn chồn nhẹ, nhưng mà chỉ là cái việc là cảm nhận là à, hình như sắp có cái gì đó nó xảy ra với mình nè, chứ nó không phải là cái gì đó quá là tiêu cực nha mọi người, hay là đến từ cái ego của các bạn, không phải nha. Có một cái gì đó nó sẽ giúp cho các bạn nhận ra là chỉ có một cái thứ nó thật ở trong cái liên kết này, đó chính là tình yêu. Nỗi sợ ego xung quanh không có cái gì nó sẽ cản các bạn cả. Hãy nhìn mọi thứ một cái cách tự nhiên hơn, và
để mọi thứ diễn ra, mặt khác là để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, chứ không phải là tự nhiên mình thấy nằm mơ đó cái mình đi kiểu là mình làm một cái gì đó nó thúc đẩy cái quá trình đi nhanh hơn, thì nó lại đi ngược với cái quy luật mà vũ trụ đặt ra. Hãy để mọi thứ một cách tự nhiên, một cách nhẹ nhàng nhất. Chính những cái sự giống như là bạn càng làm những cái gì đó nó cần diễn ra đúng cái thời điểm, nhưng mà kiểu là bạn nghe những cái gì đó bắt đầu bạn mang tâm lý vội vàng và bạn muốn thúc đẩy một cái gì đó nó nhanh hơn á, thì bạn càng làm bạn càng không thấy kết quả, thì bạn càng rước cái thêm những cái sự tiêu cực vô cho người cho mình thôi. Cho nên là hãy để mọi thứ diễn ra một cách thật là nhẹ nhàng tự nhiên, và thời gian nó sẽ trả lời cho các bạn cái câu hỏi mà các bạn cần tìm. Ok, đó là tất cả những cái gì mà khi có cho tụ bài cuối cùng của ngày hôm nay là sự nữ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và cung về thứ hai trong cái lượt vote này đó là cung khí thiên bình bảo bình song tử, thì khi cũng sẽ lên thật là sớm. Từ từ hình như là có cái gì đó khi sẽ check lại cái bảng vote ha, hình như có cái sự thay đổi để khi check lại cái bảng mà khi chụp trước. Khi sẽ check lại ha để xem là cung nước hay là cung khí, hình như là khi nhớ nhầm. Thì khi sẽ lên cái video đó sau ha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.